Xin chào các bạn. Trong bài học số 5, chúng ta đã nhắc qua tới việc phác họa tiết tấu bình ca. Và trong động tác khởi tấu, chúng ta đã mượn động tác vòng cung trong bước tiến đi lên đều đặn. Trong bài học số 6 hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về nội dung phác họa và áp dụng vào bộ lễ Seraphim. Mời các bạn theo dõi bài học chi tiết. Vấn đề đầu tiên để phác họa tiết tấu, chúng ta hiểu bình ca là hình thể âm nhạc đặc trưng của đạo Công giáo, có giai điệu thích ứng xít sao với bản văn thánh. Nhạc bình ca sử dụng 8 thể nhạc tính khác nhau với tiết tấu khoáng đạt không phân nhịp. Cho nên khi chỉ huy, người ca trưởng chỉ phác họa tiết tấu theo giai điệu của tác phẩm với những bước tiến, tiếng Latin gọi là axis, hoặc bước lui, thesis. Muốn chỉ huy trình tấu tác phẩm bình ca Latin hoặc những bài thánh ca Việt Nam mang âm hưởng bình ca, như bộ lễ Seraphim chẳng hạn. Theo kiểu phác họa tiết tấu thì trước hết người ca trưởng cần phải xác định được đâu là bước tiến, bước lui và nhất là trọng âm của từng câu chữ. Trọng âm hay còn gọi là dấu nhấn, ictus, trong một nét nhạc, một câu nhạc, một đoạn nhạc hay toàn bộ tác phẩm được ký hiệu bằng những vạch dọc ở dưới dòng nhạc. Ví dụ trong câu hát này chúng ta thấy vạch dọc ở là do, re, do, la. Là đô, rế, đô, đô, rế, đô, là. Đó là trọng âm hay là dấu nhấn của nét nhạc. Bước tiến hay còn gọi là bước khởi, axis, là phách tiết tấu đầu tiên của bài, có khi là của câu, của mạch nhạc, tiết nhạc. Hoặc bước tiến còn là phách tiết tấu kế tiếp, phách kép 2 hoặc kép 3. Vươn lên cao hơn phách tiết tấu trước. Và khi phác họa tiết tấu ở những bước tiến thì tay của ca trưởng vẽ những đường vòng cung. Ví dụ xin Chúa Kitô thương xót. Đó là đường vòng cung. Bước lui hay còn gọi là bước tới, thesis, là phách tiết tấu ở cuối bài, cuối câu, cuối mạch nhạc. Hoặc bước lui còn là phách tiết tấu kế tiếp, như phách kép 2 hoặc kép 3. Đi xuống thấp hơn phách tiết tấu trước. Và khi phác họa tiết tấu ở những bước lui này thì tay nhịp của ca trưởng vẽ những đường gợn sóng. Ví dụ đấng xóa tội trần gian, những đường gợn sóng. Còn khi các nút nhạc đầu phách tiết tấu có cao độ bằng nhau thì sẽ tùy thuộc vào ý nghĩa lời ca để xác định đâu là bước tiến hoặc bước lui. Ví dụ ở đây, xin thương xót chúng. Hai nút nhạc si dáng đều bằng nhau, vậy thì tùy lời ca định đoạt. Ở đây định đoạt là bước tiến. Xin thương xót chúng, còn chữ con mới là bước lui. Đó là phần lý thuyết về việc phác họa tiết tấu bình ca hoặc các tác phẩm thánh ca Việt Nam mang âm hưởng bình ca. Sang phần thứ hai, thực hành tay nhịp. Trong bài học hôm nay, chúng ta thực hành phác họa tiết tấu Kinh Thương Xót. Và đây là sơ đồ tay nhịp của Kinh Thương Xót. Trong phần lý thuyết vừa rồi chúng ta đã nói, những bước tiến đi lên, tay nhịp của ca trưởng vẽ những đường vòng cung. Những bước lui đi xuống vẽ những đường gợn sóng. Bây giờ mời các bạn xem thực hành chỉ huy trước một lần. Whoa.
Vừa rồi chúng ta đã xem thực hành phác họa tiết tấu tình thương xót. Bây giờ chúng ta đi vào thực tập chi tiết. Trước hết chúng ta phải minh định rằng bộ lễ Seraphim được viết theo âm hưởng bình ca. Vì vậy khi đàn, khi hát và đặc biệt là tay nhịp của ca trưởng không thể sử dụng theo kiểu nhịp 2-4 xin Chúa thương xót chúng con, mà chúng ta cần phải sử dụng lối phác họa tiết tấu bình ca. Như trong phần lý thuyết đã nói, đường bước tiến đi lên chúng ta dùng những đường vòng cung, rồi bước lui dùng những đường gợn sóng. Bây giờ chúng ta đi vào thực tập. Câu thứ nhất, thông thường bộ lễ Seraphim được hát theo hai bè, bè nữ và bè nam. Vì vậy khi chỉ huy, người của chúng ta cũng hướng về từng bè. Câu thứ nhất, lấy hơi xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con. Sang câu thứ hai, trọng âm rơi vào ngay chữ đầu tiên, xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Câu nhạc thứ ba tương tự như cái đầu tiên, chỉ khác ở tiết nhạc cuối cùng. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Như vậy là chúng ta đã thực hành chi tiết từng câu. Bây giờ mời các bạn ráp tay nhịp cùng với tiếng đàn, tiếng hát. Còn lại kinh vinh danh, thánh 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 và chiên Thiên Chúa trong mùa lễ, xin mời các bạn tải bản PDF sơ đồ tay nhịp ở dưới video này để chúng ta tự thực tập. Chúc các bạn thực tập và phục vụ thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong học tới với nhịp 3-4.